Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bản tin trở phúng của nhà báo Đào Tuấn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 18 tháng 3 về việc một ông thủ tướng có những biện pháp cụ thể với người dân đối phó với những khó khăn trong cuộc sống vì giá xăng tăng cao. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thủ tướng nói rằng phải giúp người dân khi xăng tăng giá, tin Nam Lào. Phải có kế hoạch giúp người dân chống chọi với ảnh hưởng do xăng tăng giá, thủ tướng vừa tuyên bố rồi nhé. Đây không phải là gói hỗ trợ COVID mà là xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài ít nhất là trong 3 tháng và cần chuẩn bị các biện pháp để đối phó với tác động từ nó. Theo đó, không chỉ xăng dầu được trợ giá mà còn cả gas, điện, thức ăn chăn nuôi, phân bón với khoản chi ngân sách quy Mỹ Kim khoảng 218 đến 228 triệu Biden. Nếu so với gói trợ giá cho các nhà phân phối xăng dầu trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của anh em phụ tang thì 200 triệu này vẫn ít. Nhưng quan trọng là cách chính phủ quan tâm chia sẻ với khó khăn của dân. À quên, những người đang nhận trợ cấp xã hội còn được nhận hỗ trợ bằng tiền, tiền tươi luôn. Tất nhiên đây là thủ tướng nhà người ta, thủ tướng Prayut Chan-o-cha, thủ tướng Nam Lào, chứ ông Lào nhà mình thì đấy. Sang 3 ngày nữa là điều chỉnh, lại sắp tăng con mẹ nó 1.000 đồng rồi.